Khác với những vấn đề cụ thể về an ninh bảo mật như virus, hacker, lỗ hổng website và các hệ thống mạng trong Security World 2007, hội thảo lần này đề cập đặc biệt tới việc nhận thức công tác an ninh bảo mật, đặc biệt là quản lý rủi ro thông tin. Sau khi Việt Nam chính thức bước vào cuộc cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, mỗi thông tin đều có giá trị liên quan mật thiết đến sự sống còn của từng doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức. Nhận thức rõ nhu cầu và xu thế phát triển đó, hội thảo Security 2008 tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: quản lý rủi ro và an ninh bảo mật trong kinh doanh, bảo mật dữ liệu và an toàn hệ thống, và bảo mật mạng và giám sát an ninh. Các báo cáo không chỉ đưa ra những đánh giá tổng quan về hiện trạng an ninh bảo mật tại Việt Nam hiện nay, mà còn đề cập tới những thách thức, xu hướng và giải pháp cho vấn đề an ninh bảo mật trong những năm tới. Thì khi mà chúng ta, các cái doanh nghiệp muốn cạnh tranh được ấy, thì phải đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào, ví dụ như là từ ngân hàng truyền thống thành ra cái e-banking vân vân chẳng. Và khi càng ngày chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin thì nó sẽ có hai mặt của vấn đề. Thứ nhất ấy, là ứng dụng công nghệ thông tin là một cái con đường tất yếu, nhưng mà thứ hai nữa ấy, là nó giúp cho chúng ta mở rộng cái thị phần, rồi tăng thêm số khách hàng, rồi làm việc có hiệu quả hơn, kinh doanh hiệu quả hơn và tăng tính cạnh tranh. Nhưng khi đã phụ thuộc vào công nghệ thông tin ấy, thì phải đưa cái giải pháp an toàn bảo mật để mà làm sao cho cái hệ thống công nghệ thông tin, cái cơ sở dữ liệu nó tin cậy. Các cái doanh nghiệp là, theo tôi hiểu hiện nay nó vẫn chia thành các cái mức khác nhau, có cái doanh nghiệp là mới ở mức nhận thức được thôi, còn vấn đề nó trôi nổi. Thế còn cái loại dạng thứ hai là nhận thức được và đã có đầu tư. Thế còn loại thứ ba là đầu tư có bài bản. Và cuối cùng nữa là không những đầu tư có bài bản rồi ấy, và tuân thủ tốt. Đến với hội thảo Security World 2008, các diễn giả từ các tổ chức tư vấn, các tập đoàn hàng đầu về tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như thất bại khi triển khai công tác an ninh bảo mật. Ngày nay, đối với các tổ chức và doanh nghiệp, càng sở hữu lượng lớn thông tin quan trọng thì cơ hội để tạo ra giá trị gia tăng càng cao. Và với những bài học từ các ngành kinh tế rất coi trọng an toàn thông tin này, các tổ chức doanh nghiệp có cơ hội để hiểu rõ hơn những khó khăn cũng như hiệu quả thu được trong quá trình triển khai công tác an ninh bảo mật.